Xin chào các bạn nhé. Đây là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc. Sáng nay có lẽ sẽ là những bài tập thể lực. Ngày hôm qua thì Bao Sô cũng đã chốt danh sách 25 tuyển thủ sẽ sang Trung Quốc cùng ông. Theo đó thì 4 cầu thủ là Hoàng Văn Khánh, Anh Tài, Thì Minh Long và Lâm Thị Phong đã bị loại. Trong đó thì Minh Long đang bị chấn thương, dù đã tập luyện trở lại nhưng mà Minh Long có lẽ là không đủ thể lực để sang Trung Quốc. Hiện tại thì các thủ môn cũng đang tập đầu tiên, đó là 3 thủ môn Văn Hoàng, Bùi Tiến Dũng và Đặng Ngọc Tuấn của SV Đà Nẵng. Xin chào Thanh Hằng. Đúng rồi, Xuân Trường vẫn đang giữ băng đội trưởng. Xin chào Phùng Mỹ Thu. Và cuối cùng các năm các bạn không đi chơi à? Xin chào Tú Béo. Xin chào Hoàng Sơn. Xin chào Thái Ngân. Hôm nay S hơi bị đau răng nên là nói hơi khó tí. Xin chào Ngọc Ánh. Lúc này thì các tuyển thủ còn lại thì đang trong phòng thay đồ. Họ sẽ ra sân vào lúc 10 giờ. Và ngày mai thì có lẽ anh Duy Anh sẽ tiếp tục livestream trong quãng đường di chuyển của U23 Việt Nam khi sang Trung Quốc, như là tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại nước Trung Quốc. Chúng ta sẽ đến Thượng Hải trước khi di chuyển sang Côn Sơn. Ở Thượng Hải chúng ta sẽ có một trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4 tháng 1. Xin chào Thầy Thanh Hiền. Xin chào Thảo Tít. Khả năng trận đấu đó thì không có tường thuật trực tiếp và chúng tôi sẽ livestream để quý vị các bạn có thể theo dõi trận đấu này qua tín hiệu livestream của Allsport. Và sắp tới thì anh Duy sẽ sang Trung Quốc, mình sẽ không sang. Khách hôm qua thì đã tập luyện trở lại cùng với đội bóng rồi. Xin chào thầy Lưu Danh Minh. Mình không sang Trung Quốc, bạn Thu ZL ạ. Cảm ơn Tường Vi, chúc mọi tuyển gặp nhiều may mắn. Mình không sang Trung Quốc nhá, anh Duy Anh sang nhá. Đây, Duy một tí vào các thủ môn xem. Công Phượng ok rồi, không làm sao nữa rồi. Đây, ba thủ môn đang căng cơ. Các bạn có nhìn thấy cái tấm thảm đang trải trên sân không? Nhưng có lẽ các cầu thủ sẽ tập để tập thể lực gì đó. Mai chắc là đội bay sáng. Chúc đợi một ngày chủ nhật cuối năm vui vẻ may mắn nhé. Mình không sang Trung Quốc nha, bạn Duy Anh sẽ sang Trung Quốc. Hôm nay đang đau răng nên nói hơi khó tí, các bạn thông cảm. Ok, Lưu Thị Nhã Linh, mình sẽ gửi lời chúc của bạn, lời hỏi thăm của bạn đến cầu thủ. Xin chào Hoàng Yến Hạnh. Happy New Year. Vậy là ông Quang Show vừa Happy New Year tôi. Đây là những chiếc áo đại hàn mà đội tuyển vừa được phát cách đây khoảng một tuần. Không biết là đi mấy giờ nữa, chắc khoảng 7-8 giờ thì đấy. Các bạn vừa nghe thấy ông Quang Show vừa nói căng cơ đấy. Xin chào Hoàng Tuấn Anh. Xuân Trường đang trong phòng thay đồ, tí nữa Xuân Trường sẽ ra. Xin chào Mỹ Duyên. S đang hơi đau răng tí nên là không khỏe lắm. Xin chào Trang Hân Eso. Ok Thu. Không phải tránh né đâu, ông Bao Khô thì phải tránh né. Rồi ông Bao Xô đang gọi bác sĩ với trong thủy lại. Ông Phượng đang trong phòng thay đồ nhé. Xin chào Bùi Trâm Anh, xin chào Vũ Pha. Hôm qua thì các bạn cũng đã có được danh sách 25 tuyển thủ sang Trung Quốc rồi. Bùi Tiến Dũng là Bùi Tiến Dũng Viettel hay là Bùi Tiến Dũng Thanh Hóa? Ok, ký của anh Phượng. Ok, Trâm Thông.